Hello cả nhà ơi, hôm nay mình đi ngang một cái cánh đồng này nè, mình thấy cái chú này nè, chú xịt thuốc bằng cái máy nè, máy mà điều khiển đó cả nhà. Đây là đó. Rồi, mình sẽ quay cho cả nhà xem nha, một tí nha. Rất là thú vị luôn.